Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh Tô Mô Tơ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi vị tướng Caffeny nhá. Thì đầu trận thì anh em cứ lên cái cho mình cái cung bảo tố cho vị tướng Caffeny thôi. Như bao vị tướng xạ thủ khác thì đầu trận chắc chắn là anh em phải lên cái cung bảo tố rồi anh em ơi. Trừ khi nào anh em chơi Violet của những cái đời đầu thì mới chơi theo kiểu kiếm truy hồn thôi anh em ơi. Ok này, mình thì mình sẽ ăn bên bùa xanh trước để có thể sang bên bùa đỏ và gánh lên rồng nha. Anh em chú ý khi mà anh em đi rừng thì anh em hãy ăn cái bãi bùa mà nó trái với cái bãi bên rừng có rồng trước. Bởi vì khi mà anh em ăn xong như thế thì anh em có thể chạy sang bên kia và hỗ trợ team mà ăn rồng tốt nhất có thể nha. Ok này, tốc độ farm quái của Caffeny thì cũng thuộc hàng gọi là gần như là một trong những vị tướng gọi là farm rừng nhanh nhất rồi anh em ơi. Về cuối trận thì Caffeny thì bắn vài phát là chết ngay quá thôi, cực kỳ nhanh luôn. Mình có lẽ mình sẽ kết hợp với team mà để mà gank cái lên rồng này anh em ơi, lộ vị trí mất rồi. Đấy, chắc chắn là trong bụi có người, chắc chắn luôn, tôi chắc chắn đấy, tú đen dính choáng rồi nha. Thì mình pick được Alistair cực kỳ là khó chịu luôn. Ai bảo mấy ông đi thả Alistair ra làm gì, trời ơi, xong rồi bây giờ ăn hành ngập mồm chưa. Tú đen mới có cấp độ 3 thôi mà rất là sung nha, cực kỳ là sung nha. Lát nữa mình sẽ cho bạn thấy sức mạnh, gọi là sức mạnh của những phát bắn chí tử nha. Nói một chút về cái bảng phù hiệu này của mình thì mình thấy là mình lên full trang bị sát thương cho vị tướng Caffeny này rồi, nên là mình sẽ thêm một chút gọi là thánh thuẫn cộng với một chút gọi là tăng sát thương chí mạng từ cái bảng phù hiệu này, nó khá là ổn nha. Khi mà anh em chơi theo cái lối trang bị cũng như là phù hiệu này thì lên kết hợp theo với cái bảng ngọc này thì nó sẽ mạnh nhất cho Caffeny có thể nhá. Ngọc đỏ thì mình sử dụng gọi là sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím thì mình sử dụng tốc đánh tốc chạy 7 viên, còn ngọc hút máu mình sử dụng 3 viên nha. Bởi vì anh em không có ngọc hút máu thì đi rừng sẽ cực kỳ là khó khăn anh em ơi. Vớ vẩn còn bị bùa xanh đấm chết thì lại là một cái gì đấy tấu hài cho team xem rồi. Và tất nhiên này, ngọc xanh thì anh em hãy sử dụng công vật lý và xuyên giáp rồi. Bởi vì nếu mà anh em mà không có xuyên giáp thì bắn tanh như kiểu là gái ghẻ luôn anh em ơi, cực kỳ là yếu đuối, nên tốt nhất là vẫn phải có xuyên giáp nha. Tuy là chí mạng thốn thì thốn thật đấy, nhưng mà phải có xuyên giáp này. Ok, mình lên được cái cung báo tố rồi, bây giờ có lẽ mình sẽ lên thêm cái giày hộ vệ cho cứng anh em ạ. Bởi vì là khi mà anh em lên cái giày tốc độ bắn ấy thì nó không có tác dụng cho Caffeny lắm đâu. Mình khuyên anh em là lên giày kiên cường hoặc là giày hộ vệ tốt hơn. Mà trong trận đấu ngày hôm nay thì có lẽ mình sẽ lên cái giày hộ vệ nhá. Tránh để AD đem bạn sốc sát thương chết thì bêu lắm anh em ơi. Cho tem bạn biết thế nào gọi là Caffeny không ngán sát thủ AD. Ok nha, xin cái trụ gọn lẹ cực kỳ là nhanh luôn. Có lẽ mình sẽ vét thêm con rồng này nữa để gọi là rút ngắn khoảng cách vì tỷ lệ vàng với tem bạn càng ngày càng xa nha. Anh em có thể thấy ăn rồng rất là nhanh luôn, mình đã có giày hộ vệ rồi này, chạy đâu có sâu, chạy nhanh quá trời à. Ok, sấy chiêu cuối lên này, có lẽ mình sẽ xin thêm cái trụ mít này nữa anh em ơi. Tầm này, ui, ma lốc, anh em cẩn thận, ma lốc nó quét kiếm cực kỳ là thốn luôn. Khi mà thấy ma lốc bay vào thế rồi, tốt nhất là anh em cứ chạy đi, đừng có đứng lại mà chơi với nó, không thì ma lốc mà quét kiếm một phát thì 2k rưỡi đam sát thương chuẩn như chơi đấy anh em ơi, đừng có đùa. Ấy, tốn em tí nữa chết rồi nha. Thơ làm gì bà ơi, mình có mác bảo kê như thế này thì bạn có ăn bằng niềm tin là lại thêm một mạng nữa rồi, cực kỳ là thơm luôn. Từ từ mấy ông ơi, để tôi vào ăn mấy con quái hắn xem nào. Khi mà anh em gần hết máu rồi thì mình khuyên anh em là lên vào farm lính hoặc là farm quái gì đấy để gọi là hút máu và hồi máu cho cái vị tướng này nhá. Nếu không thì anh em cũng có thể để biến về. Nhưng mà ở cái pha vừa xong thì mình thấy team bạn chết gần hết rồi, nên là cũng vào farm quái luôn thì nó cũng đầy máu thôi. Bởi vì bảng ngọc của mình là cũng có hút máu, lại kèm theo cả trang bị hút máu nữa thì cực kỳ là nhanh luôn. Ok nha, anh em có thể thấy là bây giờ tầm phút thứ 5 rồi.
Caffeine bây giờ là tầm này là gọi là farm quái là cực kỳ là nhanh luôn, bởi vì nó có cái cung bão tố này này, còn sát thương chí mạng bây giờ lỗ nó mới gọi là phê 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 anh em ơi. Ok nha, mấy ông cứ đứng ở mid đi, rồi tía tôi dí cho phát nào đi phát đấy. Ui sao ba ông như này, nếu mà chạy thẳng vào phát đấy là chết nha anh em ơi. Phải vòng như này, nhưng mà vòng như này thì nó mất trụ rồi. Trời ơi, không có ai xuống luôn, nhưng mà không sao cả anh em ơi. Thua cái đại ta bảy kéo khác gì chút cuối không trúng một ai cả. Slim đang thấp máu, Slim sử dụng quả cầu băng xương, Slim đã bỏ cháy được không, Slim vẫn chết bởi pháo cao xạ của mình nha. Ok, chạy đâu mà lốc, chạy đâu với chúng tôi, anh em có thể thấy sát thương cực kỳ là khủng luôn. Arthur làm gì này, Arthur chàng mộng mơ làm gì này, Arthur cũng cứ sử dụng quả cầu băng xương nhưng không thể nào chạy khỏi được Caffeine báo đạn được nha. Chạy lên quận nha pro ơi, ấy Tonen định ra chết tiếp à trời. Mình cứ tưởng là Tonen chạy ra để tặng cho mình thêm một mạng cô, nhưng mà may là bạn ấy không ra anh em ơi. Hiện tại thì trang bị chưa đủ nên là mới chỉ có được 2k đam thôi. Chứ nếu mà anh em có đủ trang bị thì hoàn toàn có thể được 4k đam, 5k đam là chuyện rất là bình thường nhá. Mình đã có thanh kiếm rồi này, tập này sát thương cực kỳ là thốn luôn. Anh em cũng có thể nên thêm gọi là cái nanh phân nia để gọi là cho một cái gì đấy khác bọt, nhưng mà mình khuyên là tùy từng trận đấu thôi nhá. Chứ nếu mà anh em nên nanh phân nia thì nó sát thương đau gì đâu thật đấy. Nhưng mà liệu mà anh em có kịp để vào bắn hay không thôi, nên là mình khuyên là tùy từng trận đấu anh em mới nên cái lanh nha. Còn đa số thì anh em chỉ cần nên là xuyên giáp và tỷ lệ chí mạng là được rồi anh em ơi. Ok này ấy, mình sẽ dọn lính ở mid, anh em có thể thấy là bắn chí mạng không trượt phát nào nha. Ấy, tìm bạn ai vào đây, ai vào đây. Mà lộc luyện ngục được bỏ chạy kìa, sấy không trượt phát nào, làm chậm được zone sắp phải chết rồi. Tunen khá là kinh nhưng mà cũng phải chết nha. Arthur nhảy vào tuyệt tình kiếm khá là đẹp mắt, nhưng mà vẫn phải nên dĩa bởi cái chói của Anito cực kỳ là hay nha. Cam tội là đánh danh mà lại không có Anito đâu. Danh cao thủ mà không có Anito là auto thua anh em ơi. Ok là 506 một cái DA khá là đẹp nha. Có lẽ mình nghĩ tầm này là đẩy lốt vài tên lính xong rồi xuống ăn kinh công win game là vừa anh em ơi. Nhưng mà vẫn cẩn thận zone một chút, nếu mà zone mà sấy lỗi tại chúng mà cũng phê thôi rồi đấy mấy ông ạ. Tôi sử dụng chiêu cuối này ấy, bỏ vào đi bỏ ơi, cố lên trời ơi ấy, chúng nào cơ khí rồi. Slim đang rất là cố gắng, Slim vẫn đang cố ném nhưng mà vẫn không giết được mình, nhưng mà Malok đã đuổi được kịp bởi cái tốc hành nhá. Có một lời khuyên chân thành cho bạn Alok là bạn ấy khá là hay nha. Ấy hay hay thì cũng có hay đấy, mà Alito chỉ sử dụng ngục tù vĩnh hằng để gọi là dãy dụa vài giây cuối đời trước khi ra đi nhá. Sát thương chuẩn của Malok cực kỳ là một cái gì đấy gọi là đáng sợ với anh em luôn anh em ơi. Có lẽ mình sẽ lên thêm cái kiếm xuyên giáp này để bắn Malok cho nó đau hơn, chứ thực ra con Malok này là trâu bò cực kỳ luôn. Nếu mà anh em không có cái kiếm Muramasa đấy thì bắn Malok như kiểu gái ghẻ luôn, nó bung giáp ảo các kiểu xong rồi bay vào làm chậm quét kiếm một phát chết luôn. Bây giờ bắn pháo cao xạ cũng được tầm 4k 5 đam sát thương chí mạng anh em ơi, khá là thốt. Chạy lên quận tầm này chỉ có ALL mid và win thôi. Có kiếm Muramasa rồi tầm này thì bắn thì các bạn chỉ có xác định là đi đời nhá. Anh em nhìn mình bắn con khỉ này, chí mạng cứ nghìn rưỡi. Trời ơi, cái gì kia, lên cao phải cướp chửi. Trời ơi, làm gì mà chửi nhau vậy, ai làm gì mấy ông đâu, lại tính cả khỉ à. Đợi hai thằng AD lại gì nữa vậy trời, tính auto thương ngược chăng. Không sao nha, anh em không nên để thêm những cái lời nói đấy đâu. Nói chung là Caffeine thì mình không cần ăn bột xanh đâu, nhưng mà trận đấu này thì thấy mid cũng không thèm ăn bột xanh nhưng mà mình cũng ăn cho nó hồi chiêu nhanh hơn thôi anh em ơi. Thực ra thì anh em chơi Caffeine thì anh em nên ăn bột đỏ thì tốt hơn nhá. Malok làm gì, Malok định vào cân 3 à, Malok ảo tưởng sức mạnh à. Chiến thắng là đây rồi chứ đâu anh em ơi. Ấy, tù nẹt với chúng tôi kích hoạt cung tà ma lên hút máu như Kotex và trận đấu này có lẽ đã đến hồi kết. Và nếu mà anh em nào đang xem video của mình thì đừng quên like và subscribe kênh mình nhé. Ok này, có lẽ mình sẽ đẩy chủ vào kết thúc trận đấu thôi anh em ơi. Game khá là dễ nha, cực kỳ là EZ.
bắn được 4k 6 ram 9 mạng nha. Và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.